Chào các bạn, như đã hứa với các bạn thì hôm nay mình chia sẻ cái cách làm món bánh cam truyền thống của dì hai mình làm bán dưới quê đó. Thì cái cách pha bột rất là độc đáo luôn và mình cũng chưa thấy ai chia sẻ trên mạng xã hội này. Và không cần phải ngâm bột cũng như không cần phải ủ bột, nhưng cái bánh cam bên ngoài xốp giòn nhưng mà bên trong dẻo mềm. Thì mời các bạn cùng làm cái món bánh cam ngon cho gia đình nha. Để làm cái món bánh cam thì mình chuẩn bị đây 100g đậu xanh. Mình sẽ ngâm với nước ấm 1 tiếng đồng hồ. Các anh chị có thời gian thì nên ngâm đậu xanh qua đêm để cho nó mềm hơn anh chị nha. Mình dùng đây là 300g bột nếp. Các anh chị dùng cái bột nếp mà dạng cái cục cục bán theo ký thì sẽ giòn ngon hơn ha. Và tiếp tục là mình sẽ dùng thêm là 150g bột gạo. Đó, một gạo dạng cục là bột gạo dạng này nè. Bột nếp các anh chị cũng mua dạng cục giùm mình luôn để nó giòn ngon hơn đó. Và 25g đường. Đường thì này mình xay ra để mình dễ nhồi. Các anh chị dùng cái đường cát nhuyễn cũng được ha. Cát nhuyễn bình thường của mình đó. Mình cho vào trong này là 350g nước, tương đương với là 1,5 chén nước anh chị nha. Mình không cần đông nước cũng được, mình nhồi cho nó vừa tay là được hả các anh chị ơi. Bột mình nhồi nãy giờ khoảng gần 10 phút rồi, thì nó dẻo, nó thành một khối giống như cái chè trôi nước của mình đó. Thì mình lấy ra 1/3 cái cục bột các anh chị nha. Rồi mình mang cái bột này mình cho vào trong cái nồi nước sôi. Cho vào nước sôi để lấy trùng bột. Để nhồi bột cho nó dễ hơn. Cũng như khi mình chiên cái bánh lên đó. Bên ngoài nó xốp giòn, bên trong nó dẻo mềm. Cái cục bột này mới luộc xong còn nóng lắm nè. Nó mới chín ở cái vỏ bên ngoài thôi. Bên trong nó nóng ấm, nó không có chín các anh chị nha. Các anh chị đừng có luộc lâu quá, chỉ luộc trong vòng 3 phút thôi. Nó bên trong nó nóng ấm như vậy nè. Rồi bây giờ em sẽ nhồi cùng với cái bột còn lại ha. Nhồi cho đều lên khoảng 5 phút thôi á. Bột sau khi mình nhồi với cục bột luộc 5 phút rồi thì cảm giác nó dảo tay nè, dính tay. Thì mình sẽ cho vào đây là 15g bột năng và 15g bột mì mình đã trộn đều lên rồi. Mình dùng cái bột áo này để cho cục bột mình nó dẻo lại, nó hết nhão đó. Và cũng như cho bánh nó giòn hơn. Bột mình cho bột áo vào rồi, mình nhồi 5 phút rồi. Thì bột bắt đầu nó vừa tay luôn nè. Nó vừa mà cảm giác nó khô hơn cái chè trôi nước một tí xíu anh chị nha. Rồi mình để đây mình đi nấu bao đậu. Đậu thì mình ngâm cho nó nở ra. Rồi mình cho vào trong cái nồi và cho nó ngập ngập nước ha. Rồi mình nấu cái đậu này sôi lên khoảng 5 phút. Đậu nãy giờ mình nấu sôi được 5 phút rồi đó. Thì bây giờ mình tắt bếp và mình chắc nước ra. Đó, để ít nước nha em, lắc đều cái nồi. Rồi mình sẽ bật lửa lên. Mình mở lửa nhỏ thôi các anh chị nha. Và để đây mình nấu khoảng 20 phút. Sau đó mình sẽ quay trở lại nha. Đậu nấu được 20 phút rồi. Mềm và nó hơi nhão hơn so với cái đậu mà mình hấp đó. Hơi nhão một tí ha. À, bây giờ mình cho cái đường vào luôn. 60g đường ha. 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình trộn đều lên. Mình vừa xên cái nhân là cái đậu nó cũng nát ra luôn á. Các anh chị không cần tán, không cần xay gì đâu. Mình xên như vậy là được. Mình xên nãy giờ bắt đầu đậu nó dẻo, nó quánh lại thành một khối như vậy là được rồi nè các anh chị. Mang đậu ra mình cho thêm 2 ống vani nè.
để cho cái nhân nó thơm hơn đó. Rồi cái bánh này thì chị hai mình chỉ cho mình làm đó, thì mình cũng biết nắn bánh nhưng mà mình ăn không có khéo bằng dì hai mình. Thì đây hai dì cháu mình làm luôn, nhưng mình sẽ quay dì hai làm là chủ yếu, tại dì hai nắn những cái món bánh bán đó dì hai nắn quen rồi, dì hai làm khéo lắm. Với cái lượng bột và lượng nhân này thì các anh chị làm được khoảng 20 bánh cái gì nha. Đừng có vò nhân trước gì hết ha. Đó, để vào rồi mình ốp lại cho nó sát tay. Cái cục bột với các anh chị thì bằng gấp 3 cái cục nhân ha. Các anh chị nhắm chừng thôi, các anh chị cho vào. Dì hai làm thêm cái bánh còng đi. Bánh nắn xong thì mình cho bánh vào trong dầu. Cho vào trong dầu khi dầu nó sôi tim nhẹ các anh chị nha. Nghĩa là dầu nó đã nóng ấm chứ chưa có là sôi mạnh á. Khi cho vào bánh vào trong dầu rồi thì các anh chị mở lửa vừa thôi, đừng mở lửa lớn quá. Khi bánh nó nổi lên trên như vậy rồi thì các anh chị chở đều giùm mình, đừng có chở sớm quá cái bột nó dính ha. Đó, và chịu khó trong giai đoạn đầu này các anh chị lặp bánh thường xuyên giùm em, chở bánh á. Sau khi cái bánh cam bắt đầu nó rám vàng rồi thì các anh chị không cần chở từng cái nữa mà đảo đều là được. Và khi bánh vàng rồi thì mình tăng lửa lớn lên để cho dầu nó bung ra và bánh nó không có bị hút dầu đó. Và mình gấp cái bánh còng ra trước các anh chị nha. Các anh chị nhìn vào trong cái vỏ bánh nè, cái vỏ bánh nó xốp xốp nhẹ và nó cảm giác nó nứt nứt nhẹ đó. Nó khi bánh chiên xong còn ấm nè, nó còn cũng hơi nóng nóng đó các anh chị nha, nhưng để nguội rồi mình mới áo đường. Không, mình áo đường ngay lúc nóng này á là mình nhúng đường, đường nó bị chảy đó, da nóng quá. Rồi mình để đây đi, mình đi nấu nước đường ha. Chế phần 3 nước Là 60 gram nước á. vừa 2 phần đường. 2 phần 3 chén đường này là 120 gram đường các anh chị nha. Mà sao phải dùng đường thốt nốt vậy ha? Đường thốt nốt, đường mía. Lỡ đường mình gãy thì nắm được. Mình quậy đến khi nào vậy hai? Để cái bột mịn lại. Vậy là bột đây đang còn đang to còn à? To nào nó mịn lại. Mình rang sẵn nè, lúc đầu mình khuấy thì các anh chị thấy cái bọt nó to và khi mà càng khuấy thì nó nhỏ lại. Anh chị thử bằng đũa nè, nói gì hai thử đũa nhìn bắt đầu nó kéo chỉ ra được. Dì hai vừa cho cái mè gan sơ vào trong cái chảo đường đó anh chị để cho nó thơm hơn ha. Rồi mình khuấy đều lên thì mình nhúng bánh. Bánh rất là đẹp luôn cái này các anh chị ơi. Và mình nhúng bằng đường thốt nốt thơm lắm luôn á. Đây mình nhúng một cái ha, mình thấy cũng rất là dễ nhúng, không có khó đâu. Nhúng qua nhúng lại gì để cho cái mặt nó dày nè, mặt mặt đường nó dày ghê chưa? Nó dày thì lát nó giòn hơn nhưng mà nó hơi hao đó. Wow, anh dì hai làm đẹp hơn mình á. Dì hai làm đẹp quá ha. Cái bánh làm xong rồi nè các anh chị. Khi mình áo đường thốt nốt bên ngoài như vậy nó ngon hơn so với áo đường cát trắng đó. Và nó thơm lắm. Nó giòn nè. Nhưng nó giòn nhưng nó không cứng các anh chị nha. Khi mình xé cái bánh nè,
Bên ngoài nó xốp giòn nhưng bên trong cái bánh vẫn dẻo mềm và cái da bánh cảm giác nó nứt nhẹ đó. Và các anh chị ăn cái bánh cam này, vỏ bên ngoài xốp giòn, bên trong dẻo mềm, tạo cảm giác các anh chị không bị ngán đâu. Và cái bánh còng nó giòn ngon hơn nữa đó. Và như vậy em cũng vừa chia sẻ xong cho cô chú anh chị một cái bánh cam, bánh còng ăn rất là ngon. Các anh chị nào làm chưa được thì có thể để lại bình luận bên dưới video, em sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Thì trong cái giai đoạn dịch bệnh này thì em không có biết nói gì hơn đó là cái lời cầu chúc cho gia đình cô chú anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa để phục vụ cô chú anh chị và các bạn, để mỗi phút giây xem video của em là những phút giây thư giãn để tạo cho các anh chị và các cô chú cảm giác thoải mái hơn để quên đi những nỗi khó khăn hiện tại. Và em xin chào và hẹn gặp lại ạ.